Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu trường Đại học Hòa Bình. Đại học Hòa Bình được thành lập ngày 28 tháng 2 năm 2008 theo quyết định của Thủ tướng Chính. Trụ sở chính của nhà trường đặt tại phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, khu đô thị xanh, sạch, đẹp gần sân vận động bến xe Mỹ Đình, trong quần thể các trường đại học lớn: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thuận tiện cho việc đi lại, học tập, giao lưu học hỏi với trường bạn và tìm kiếm việc làm của sinh viên. Ký túc xá nằm sát khu giảng đường, trang thiết bị hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Giá ưu đãi đủ chỗ cho sinh viên. Trường Đại học Hòa Bình Hà Nội là một cơ sở giáo dục bậc đại học ngoài công lập về khối ngành sức khỏe. Hiện tại, tổng số giảng viên của trường là 168, bao gồm 32 giảng viên có học hàm giáo sư hoặc phó giáo sư, 106 giảng viên có học vị tiến sĩ hoặc thạc sĩ, 30 giảng viên là cử nhân hoặc kỹ sư, cùng 30 giáo viên thỉnh giảng là giáo sư, tiến sĩ hoặc thạc sĩ. Loại hình đào tạo: trên đại học thạc sĩ chính quy, đại học chính quy, cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề, liên thông vừa học vừa làm, đại học chính quy đào tạo các ngành y học cổ truyền, điều dưỡng, dược, mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, luật, ngoại ngữ, quản lý kinh tế và xã hội, quản trị kinh doanh, du lịch, tài chính, ngân hàng, kế toán, đào tạo thạc sĩ các ngành công nghệ thông tin, quan hệ công chúng, tài chính ngân hàng, luật kinh tế, quản lý kinh tế. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Năm 2021, trường Đại học Hòa Bình tuyển sinh 1.250 chỉ tiêu với 23 ngành đào tạo, nhà trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển. Một, xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Hai, xét tuyển sử dụng kết quả học bạ trung học phổ thông. Tổng điểm trung bình hai học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên. Tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 điểm trở lên. Điểm trung bình cộng học tập năm lớp 12 đạt 5,0 trở lên. 3, xét tuyển kết quả học bạ trung học phổ thông kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực do Đại học Hòa Bình tổ chức cho các ngành thuộc khối ngành sức khỏe. Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4, xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của các trường đại học. Nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng sau khi có kết quả của các trường đại học tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2021. 5, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành trừ ngành thi năng khiếu. Nếu đáp ứng quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.